Chào toàn thể anh em đam mê bộ môn là bảy chim ngày và đêm ha. Em là Nam Ăn Hại đây. Đây bữa nay em tiếp tục đem con ngu ngục này ra đây kiếm bảy con bỏ về chơi cho vui anh em ơi. Mấy nay trời mưa gió bão quá không có làm được gì hết trơn. Nay giác học ngày đi, hy vọng thì được một hụt được một vài bé ha. Thì đây con mồi giả của em. Bây giờ mình tiến hành đặt lo đặt máy rồi túc rồi để coi hồi chim chim còn sao rồi cập nhật anh em xem ha. Rồi ok bật máy anh em. Đừng có máy anh em, con này con trống không bắt gọi nè. Đây khôn hả mày,
tiên anh em. Đây, dầm mưa bắt em nói luôn nghe nè. Đó. Đây, con đây con trống không bắt rồi nè. Còn lần con. Đây, bữa nay tóm luôn hai chồng, bữa nay nó khôn, mấy con này nó khôn dữ lắm khôn này. 28 phút để tóm được em nói, trời ơi trời. Nó xuống rồi đi tới lui tới lui tới lui rồi, nó đi nó né thòng nó biết. Nó đi né trơn rồi. Cuối cùng dính ha. Lượm. Cái này là cây thứ hai anh em. Em thì tôi toàn chơi bãi hoang không mà chứ không chơi bãi cỏ. Trời trời, tao đi vào ốc bên kia nữa. Thôi bây giờ cây mẹ mở máy để đại đi. Rồi mình chờ kết quả nha anh em. Đây, được được trên đây. Rồi ok, lấy quắt đi thôi. Vũ liễu vũ láo chín nha em. Dính tùm lum cho dính đầu dính giò nè. Đã hai lông luôn, tơ chống tơ. Chống tơ đã hai lông. Đây. Hai kèo làm hai bé. Ok. Ok, kèo này là kèo thứ ba nha anh em. Ha ha.
một bỏi nữa nha anh em. Rồi bây giờ mình chuẩn bị sửa họng quất thêm càng nữa coi sao, 11 phút ha, dính ngồi con này nha, giờ sửa họng quất thêm càng nữa coi sao hết anh em.